Lúc phi ra khỏi Tam Tô Đường, sau đó đến hết. Đây là nơi trong miệng cô gái trẻ kia. Ở đây lại gặp lại ông già ở Tam Tô Đường. Vừa mới nay nghỉ vang xin giáo sư Lưu. Đàm nào cuối cùng cũng đợi được ông rồi. Tôi là Tô Lâm Quốc. Hôm qua giáo sư Tiết đã gọi điện cho ông rồi. Thực xin lỗi đã đến muộn. Trong tỉnh có cuộc hội thảo về kho báu bị đám của Trương Hiến Trung. Bất mấy lão già đã nghỉ hưu như chúng tôi đến tham dự cho đủ số lượng. Việc của ông, lão Tiết đã nói với tôi rồi. Chuyện của ông ấy là chuyện của tôi. Tuy nhiên mảng này của đồ cổ tôi chỉ biết sơ qua. Nếu nói là tinh thông tôi thực sự không dám nhận. Ông quá khiêm tốn rồi. Ông là giám đốc viện bảo tàng thành phố, cũng là chuyên gia hạng nhất hạng nhì về mảng này của Cẩm Thành. Tiền cổ trong cả nước ông đều đếm qua cả rồi. Danh tiếng đều dựa vào sự khoe khoang. Lão Tiết và ông là bạn học cũ, tôi và lão Tiết lại là đồng nghiệp, cũng không phải người ngoài. Tôi nhớ lại năm 1983, viện sắp xếp đi Mân Giang tìm kho báu bị đám của Trương Hiến Trung. Lúc đó tôi không biết bơi, chính là lão Tiết dạy tôi biết bơi. Bây giờ đều già rồi, vậy đều nhờ cả vào ông. Lão Tiết đã nói với tôi về tình hình của ông rồi. Tình huống đặc biệt, tôi cũng không dám đảm bảo có thể nhìn ra được không. Chàng trai trẻ, phiền cậu chờ một chút, tôi trước tiên xem giúp đồ cho ông ấy. Ông ấy hẹn hôm qua rồi. Ha ha, xin lỗi, xin cứ tự nhiên. Đám não nhìn cái này xem hơn 20 phút, trong khi xem còn dừng lại một chút, nhắm mắt ngẩng đầu, dường như đang tìm kiếm thông tin trong đầu. Điều này thực sự làm tôi bối rối, không có đồ thật, thực sự rất khó. Ha ha, nhưng đừng lo, tôi đã nhờ mấy ông bạn cũ ở Quảng Đông và Quảng Tây gửi cho tôi một số thứ. Trong tay những lão già đó, có thể có ghi chép về việc này. Chàng trai trẻ, đến cậu rồi, tôi có thể giúp gì cho cậu? Tiền đổi tiền. Cục bảo phúc thời Ung Chính rất hiếm. Ô, tiền lục qua nước, vừa ra phải không? Đúng, vừa mới ra. Còn có đồng xu của cục bảo phúc thời Gia Khánh. Ngũ phúc, được đấy chàng trai. Ngũ phúc Lâm Môn, lâu rồi không gặp. Đồ tốt, chất lượng hiếm khi tốt như vậy là sự lựa chọn tốt nhất để làm đồ phong thủy. Chất lượng của mấy đồng tiền xu ngũ đấy khác cũng không tệ. Chàng trai cũng là một tay chơi tiền xu khá đấy. Đồ gia truyền sao? Trong thùng tiền, sau khi tách ra tôi tự rửa sạch. Là người trong nghề, người trẻ hiện nay đều không có hứng thú với đồ cổ nữa rồi. Chàng trai, cậu định bán sao? Bán hết tất cả. Ô, chuẩn bị bán bao nhiêu? Ông nói xem. Cửa hàng này là sau khi về hưu không có việc gì làm tôi mở chơi. Chủ yếu là một nơi để các anh em cũ và những người bạn thích đồ cổ tụ tập và giao lưu. Nếu nói không kiếm tiền thì nhất định là giả. Cháu gái tôi ở Thượng Hải còn phải trả tiền nhà nữa. Hey hey, thế này đi, bộ ngũ phúc lâm môn này tôi sẽ tìm cho cậu một ông chủ. Giá cả hai bên tự đi thương lượng, những thứ còn lại tôi trả 3.000. Cậu xem thế nào. Được, cứ như ông nói. Đàm Nạo có chút ngạc nhiên, lời nói của Lục Phi rất ngắn gọn, mặc dù ăn mặc đơn giản, nhưng khí thế và khí chất trên người lại không giống như người bình thường. Điều khiến Đàm Nạo ngạc nhiên hơn cả, sự quyết đoán của Lục Phi. Trong thời đại mà đàn ông mang nét nữ tính, tiểu thị tươi tràn lan, một chàng trai trẻ tuổi có năng lực như Lục Phi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nói xong, Đàm Nạo gọi người làm trong cửa hàng mang một bản hợp đồng đến cho Lục Phi ký. Lục Phi, chữ đẹp, thật sự là chữ đẹp. Các anh em, đồ tốt đến rồi, ngũ phúc lâm môn, tiền ngũ đế, hàng thật tốt, có muốn nó không? Sau một lúc, mấy lão già đều chạy tới, mọi người đều hét lên tôi muốn. Tôi trả 35.000, con trai tôi có rất nhiều tiền, văn phòng mới của nó thiếu một bộ tiền ngũ đế. Không ai trong các ông có thể tranh với tôi. Giá cao 35.000 xuất hiện, những người khác đều không nói nên lời. Nói vài câu với lão già, họ lại tiếp tục ngồi lại trò chuyện. Lão già gọi điện thoại, 20 phút sau có người gửi tiền đến, đã ký hợp đồng chuyển nhượng, Lục Phi có thêm 35.000 đồng trong tay. Chàng trai trẻ, có hài lòng không? Ngũ phúc lâm môn này bây giờ là hàng bán chạy, bình thường giá thấp nhất cũng đã là 8.000. Chất lượng của bộ này là cực phẩm, cũng coi như là bán được giá tốt. Sau này nếu có đồ tốt gì, thì cứ mang đến đây. Ép quả đàm giãn hoa tôi mở, chỉ cần là tiền xu tôi đều nhận, tất nhiên là giả tôi không cần. Ha ha, đàm tổng thật hào sản. Đến rồi, này, là bạn học cũ của tôi, phó viện trưởng viện bảo tàng tỉnh Quảng Đông Vương Hoài Lễ, gửi đến đây nhanh như vậy, hy vọng đó là tin tốt. Tôn Lâm Quốc ở một bên rất lâu không dám lên tiếng bỗng bật dậy, nhìn đàm lão hào hức, như trái tim chạy đến cổ họng. Sao rồi, không đúng sao? Ông Tôn, thứ lỗi cho trí nhớ tôi của tôi, thứ này, tôi nhìn không đúng, xin lỗi, thông thường trong giới chơi đồ cổ nói nhìn không đúng, đó đều là những lời lịch sự. Người trong nghề đương nhiên biết ý nghĩa của câu nhìn không đúng. Đến ông cũng nhìn không đúng. Vậy thì là giả rồi, giả rồi, giả rồi. Người gửi tin nhắn này cho tôi là bạn học cũ của tôi ở Đại học Thiên Đô. Bây giờ là phó viện trưởng của Viện Bảo tàng tỉnh Quảng Đông. Trên giấy viết đều là tấu sớ của một chi huyện tỉnh Quảng Đông giữa năm Ung Chính. Con dấu bên trên cũng là đàm chiêu nhật nguyệt. Tin của bạn học tôi chắc chắn không có vấn đề. Sau khi tôi đổi chiếu, hình con dấu của lão Tôn ông và con dấu của bản tấu sớ đó có sự khác biệt về hoa văn. Hoa văn gì? Thời cổ đại, dù là con dấu chính thức hay là con dấu cá nhân, đều là thông tin quan trọng nhất của mỗi người. Còn được người nổi tiếng coi là tượng trưng của thể diện. Trình độ làm giả của thời cổ đại cũng không kém gì so với hiện nay. Vì vậy, con dấu cá nhân của rất nhiều người nổi tiếng khi chế tạo xong sẽ cố ý khắc một số hoa văn đặc biệt lên con dấu, cũng tương đương với mã cốt tơ và ký hiệu chống hàng giả hiện nay. Hình thức xử lý này cũng là cách chống hàng giả vô cùng hữu hiệu thời đó, được sử dụng cho đến khi cải cách mở cửa. Trong ngành này của chúng tôi, con dấu và ấn triện của mỗi một người nổi tiếng đó là khóa học bắt buộc để nhập môn. Ban đầu tôi học ở trường Đại học Yến Sơn, chỉ riêng ghi nhớ những con dấu của người nổi tiếng này cũng tốn mất một năm. Lục Phi đứng bên cạnh nghe những lời này cũng thầm gật đầu. Sau khi cải cách, ngày càng nhiều người làm giả, kỹ thuật làm giả ngày càng tân tiến, những thứ được làm ra ngay cả chuyên gia cũng bị lừa, đặc biệt là ấn triện cá nhân. Với sự phát triển của kỹ thuật máy tính, ấn triện và con dấu quan trọng nhất dùng giám định tranh chữ trước đây
cũng hoàn toàn đã không còn tác dụng trước máy tính. Bởi vì máy tính có thể mô phỏng bất kỳ hoa văn của bất kỳ ấn truyện nào, đường vân không hề khác biệt, đúng từng chi tiết. Cho nên, hiện nay giám định thư pháp và hội họa, dùng con dấu của người nổi tiếng đã trở thành cách lỗi thời rồi. Hình con dấu vuông này của ông Tôn, thực ra ông cũng không cần để trong lòng. Dù sao tôi cũng không được nhìn con dấu bằng hiện vật, trong tay tôi cũng không có, tôi cũng chỉ có thể phán đoán dựa trên con dấu ông đưa cho. Cách tốt nhất là tìm được con dấu thực sự đến, điều đó về cơ bản có thể quyết định. Tôn Lâm Quốc vốn không nghe thấy lời này, tinh thần hoảng loạn, thân thể loạn trọng sắp đổ. Con người tôi ăn nói thẳng thắn, ông là bạn học cũ của Lão Tiết, có chỗ nào đắc tội với ông, vẫn mong ông đừng để bụng. Ý trong lời nói của Đàm Doãn Hoa rất rõ ràng, đó chính là ông ta nể mặt Lão Tiết cho nên ông ta nói thẳng. Tôn Lâm Quốc nào có thể nghe lọt những lời này, nhắm mắt thở dài, nước mắt chảy dài, vô cùng đau đớn. Tên xuất sinh này, bại gia chi tử, bại gia chi tử mà, bại gia chi tử, thà rằng tôi không sinh ra nó, tôi thực sự không nên sinh tên xuất sinh này ra, lão Đàm làm phiền rồi, xin ông hãy nhận lấy. Chỉ là chuyện nhỏ, không cần làm vậy, tôi không giúp được gì, ông xử lý chuyện của ông xong rồi tính. Lục Phi lúc này cũng rời đi, đến tay 38.000, anh đã quyết định, trước tiên phải bồi bổ thật tốt thân thể của mình, cơ thể của mình thực sự quá kém. Lục Phi ở chợ bán xỉ dược nửa tiếng đồng hồ, đã tiêu hơn nửa số tiền, nhưng chỉ lấy được 1/5 đơn thuốc, và đắt đến đáng thương. Năm cũng không đạt yêu cầu, cuối cùng nhận được một cái quầy hàng trên vỉa hè, là một loại cỏ hiếm có, cái này chỉ có thể tìm thấy ở núi thiêng của khu vực Tây Tạng, nhưng hiệu quả của nó lại cực kỳ nghịch thiên. Đúng là chó nhìn xong đều lắc đầu, hầu hết đều được trồng nhân tạo, có rất ít loài hoang dã. Nhân sâm hoang dã 30 năm có giá 1.000 một gram. Ra khỏi chợ, Lục Phi cưỡi xe ba bánh đi mấy cây, cũng là mệt mỏi thở hổn hển. Lúc này đám đông phía trước đã thu hút sự chú ý của anh. Trước mặt cô gái là một lão già đang nằm. Lão già này, Lục Phi hôm nay gặp qua 2 lần. Lần đầu tiên gặp là ở Tam Tô Đường của giáo sư Lưu. Ông già này cầu xin giáo sư Lưu tham dự cuộc hẹn gặp nào đó, cũng là vì ông ấy, Lục Phi đã nhìn thấy con dấu đàn chiêu nhận nguyệt đó. Con dấu này có hóa thành tro, Lục Phi cũng sẽ không quên, bởi vì anh đã từng có được ấn triện đó. Bất cứ thứ gì đã qua tay, Lục Phi sẽ không bao giờ quên. Không ngờ mới qua được bao lâu, chớp mắt lại gặp lần nữa. Tôn Lâm Quốc đã nằm trên mặt đất rồi. Xem ra là do ấn triện bị xác định là giả, một đòn nặng nề với Tôn Lâm Quốc, không thể chấp nhận sự thật này. Đột ngột nhồi máu cơ tim hoặc xuất huyết não. Ông mau tỉnh lại đi, ông tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà. Các người nhìn cái gì mà nhìn, cút hết cho lão nương, người ta chết rồi, các người vui lắm hả? Cút, tôi không tin không cứu được ông, tôi cứ muốn cứu sống ông đấy. Cô gái có vẻ cứng đầu, yên lặng vài giây, đột nhiên đôi mắt mở to tròn, cắn môi gào thét, lấy ra một cái hộp nhỏ. Trong hộp là một bộ kim bạc. Khi cô gái muốn hành động, Lục Phi lên tiếng, đừng cắm vào đàn chung, để tôi. Rồi Lục Phi ngồi xuống chăm cứu, bạn này sẽ bỏ qua nếu không không được xét duyệt. Tôn Quốc Lâm đột nhiên ngồi dậy, tất cả mọi người ở đây đều sợ hãi như gặp quỷ. Lục Phi cũng mệt mỏi ngồi xuống đất, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, cả người ướt sũng như vừa mới vớt lên khỏi mặt nước. Người phụ nữ tóc ngắn bên cạnh sợ hãi, trợn tròn mắt, ngây ngốc nhìn Lục Phi, hộp kim châm rơi xuống đất, cũng không thèm quan tâm. Quỷ châm được gọi là cửu châm, nhưng thực ra là biến hóa 9981 châm pháp. Mình chỉ học 72 châm pháp đầu tiên, vừa rồi mình châm cùng lúc 4 kim, đã là cực hạn, thân thể này, thật sự quá tệ. Trong đám đông đã có người gọi 120, lúc này người vừa đến, một bác sĩ và 2 y tá. Mấy người, ai xảy ra chuyện? Cô em còn mẹ anh mới là cô em gái anh mới là cô em, cả nhà anh đều là cô em. Mắt chó của anh bị mù à? Thử gọi tôi là cô em thêm một lần nữa xem, có giỏi thì gọi một câu nữa xem. Bác sĩ thực tập hoàn toàn không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, tức đến tái mặt, khóe miệng run lên nhưng không nói được lời nào. Hai y tá đi theo bác sĩ thực tập không chịu nổi, lên tiếng khuyên nhủ. Người phụ nữ tóc ngắn ngay lập tức hét vào mặt hai y tá những lời chửi bới đậm chất địa phương, nghe có vẻ thậm tệ. Người phụ nữ tóc ngắn có giọng nói dễ chịu và trong trẻo, giống như chim sơn ca, nhưng tốc độ lại giống như một khẩu súng máy. Tu tu tu, một loạt mấy câu chửi thề bắn ra, ngay lập tức hai y tá bị thương đầy người. Trong lúc đó, cô gái còn đá bác sĩ nam kia, đám đông người xem đều sửng sốt. Cô gái này sao lại có thể bạo lực như vậy? Tất cả đều sợ hãi không dám khuyên can. Cô gái tóc ngắn căn bản không để hai y tá này vào mắt, quay người lại đi đến trước mặt Tôn Lâm Quốc. Có chuyện gì sao? Nói mau. Tại sao lại cứu tôi? Để tôi chết đi thì tốt biết bao. Tôi liều mạng đến cứu ông, xin chút nữa đến mạng cũng không còn. Ông đến câu cảm ơn cũng không nói ra được. Ông còn là con người không hả? Ông chết rồi vợ con ông phải làm sao? Người già ở nhà thì sao? Nghe giọng, chắc ông là người Sơn Tây đúng không? Ông là muốn chết ở nơi đất khách quê người sao? Già mấy chục tuổi đâu rồi? Có chút chuyện cũng không chịu nổi. Ông sống thật vô ích. Người phụ nữ tóc ngắn mắng người ta thật sự không khách khí. Tôn Lâm Quốc bị mắng một trận tơi bời, nhưng vẫn trơ ra như thế mà, cứ làm bầm một mình. Sống mà còn không bằng chết. Sống không bằng chết. Tôi đã tốn rất nhiều công sức để cứu ông, nhưng ông vẫn muốn chết. Muốn chết thì đi ra chỗ khác, khuất còn mắt cho đỡ thấy phiền. Mau cút khỏi đây. Này, tên rác rưởi kia, thật không nhìn ra, anh thế mà lại biết quỷ châm, cao thủ trong dân gian. Anh tên gì? Anh học châm cứu từ ai vậy? Cơ thể Lục Phi gần như đã hồi phục lại, nhưng tay chân vẫn có chút mềm nhũn, ngồi im không nói một lời. Ây da, con bày đặt ra vẻ huyền bí với lão nương sao? Đang hỏi anh đấy. Lục Phi sớm đã để ý mọi hành động của cô gái tóc ngắn này. Người phụ nữ trước mắt này, bất kể từ cách ăn mặc hay phong cách, hoàn toàn đảo ngược nhận thức của mình. Khóc lớn có tinh, tức giận có ý, dáng vẻ hiên ngang, đẹp và trang nghiêm, nét mặt có vài phần khí chất hào hùng, từng cử chỉ thể hiện niềm kiêu hãnh. Loại phụ nữ có khí chất này thật giống với hai người phụ nữ xa lạ mà anh quen biết. Một người tên là Thu Cẩn, người còn lại là Thi Cốc Lan. Người trước là tiên phong cách mạng, người sau lại đích thân giết chết tên cầm đầu quân phiệt Tôn Truyền Phương. Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy subscribe và cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.